4 năm, 365 câu chuyện, 4.500 bức ảnh, hơn 400 nhân vật. Tâm và Tài, họ là ai? Từ một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp ảnh chân dung nghệ sĩ, Nguyễn Á đã rẽ hướng, tìm tòi, khám phá đời sống xã hội qua chân dung của những con người nghị lực, sống với đam mê và có nhiều cống hiến cho xã hội. Đến nay, Nguyễn Á đã thực hiện được 3 cuộc triển lãm cá nhân tạo tiếng vang. Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, năm 2008, họ đã sống như thế, năm 2009. Tâm và Tài, họ là ai, năm 2012. Mỗi bộ ảnh là sự đầu tư công phu, thể hiện sức lao động bền bỉ và góc nhìn đầy tính nhân văn của Nguyễn Á. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với một trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật. Anh là một người đã cháy hết mình với niềm đam mê về ngành nhiếp ảnh, đặc biệt là chụp các đề tài về xã hội. Và con đường anh chọn tuy không bằng phẳng, nhưng trên con đường đó đang có rất nhiều những bông hoa khoe sắc để làm đẹp hơn cho cuộc đời của chúng ta. Và quý vị thân mến, có một cuốn sách ảnh. Cuốn sách này rất là đặc biệt bởi vì nó nặng tới 5kg, dày 864 trang. Và trong cuốn sách này thì có tới hơn 400 nhân vật với rất nhiều những cống hiến mà họ đã dành cho cộng đồng, cho xã hội. Và đây cũng chính là kết quả của một quá trình sáng tạo, một quá trình lao động không ngừng nghỉ của chính tác giả của cuốn sách. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh ngay bây giờ. Xin giới thiệu cùng tất cả quý vị, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Xin chào anh Nguyễn Á. Xin chào khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Xin chào Thanh Vân. Đầu tiên thì Vân xin được chúc mừng anh bởi vì sự kiện rất là đặc biệt đối với sự nghiệp của anh, đó chính là cuốn sách ảnh Tâm và Tài, họ là ai đã được ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội. Vậy thì cảm xúc của anh như thế nào sau 4 năm trời bỏ rất là nhiều công sức ra và anh đã cầm được trên tay cuốn sách đặc biệt này? Vân biết rồi, khi mình làm cái gì đó mà mình có tâm huyết, mình có cái suy nghĩ, mình có đầu tư, rồi nó nhiều cái nó gian truân xảy ra trong thời gian 4 năm rồi bây giờ một cuốn sách trước mặt mình thì nói chung là mình rất là vui và hạnh phúc lắm. Có đôi lúc là còn khóc nữa đó. Vân nghĩ rằng cái từ vui hay là từ hạnh phúc á, có lẽ nó cũng không đủ để diễn tả hết những cảm xúc của anh khi chứng kiến đứa con tinh thần của mình ra đời như vậy. Và Vân biết rằng là để có được những nhân vật đặc biệt như thế này xuất hiện trong từng trang sách thì đó là một cái quá trình rất là kiên trì của anh để có thể tiếp cận rồi làm việc cùng với họ. Vậy thì những nhân vật mà anh lựa chọn trong cuốn sách Tâm và Tài, họ là ai? Anh lựa chọn theo tiêu chí nào ạ? Rất là ngẫu nhiên hay là phải có một tiêu chí gì đó, những cái gạch đầu dòng nào đó để anh tìm ra họ? Chắc chắn là sẽ không có ngẫu nhiên rồi. Thứ nhất là Á làm về nhiếp ảnh cũng hơn 20 năm rồi, mà cũng dính với báo chí 20 năm nay nữa. Chắc chắn là khi Á làm cuốn sách này á, cái tiêu chí của Á là phải người thật sự đầu tiên là phải giỏi. Vâng. Và họ là người phải có tâm, có tâm với xã hội, tâm với cuộc đời này. Đó là những cái tiêu chí đầu tiên. Bây giờ Á đặt cái tựa là Tâm và Tài, họ là ai. Mà vẫn biết rồi, khi mà chọn một cái chủ đề như thế này thì nhiều người nói với Á là thật ra Á quá can đảm để Á làm cái việc như thế này. Tại vì bây giờ chọn, ví dụ chỉ kỳ vẫn biết là chọn người này không chọn người kia, mà đất nước mình thì rất là nhiều người giỏi. Vâng. Thế thì phải làm như thế nào để mà chọn lựa vô đây với được 400 người như thế này? Chắc chắn đây là cảm nhận riêng của bản thân Á thôi. Thì các bạn biết đương nhiên nó không thể nào đầy đủ được hết những người hiện tại của Việt Nam được. Vâng, hiểu. Chắc chắn sẽ không thể nào đầy đủ được. Và các bạn thấy trong cuốn sách Á ghi tập 1, tức là Á đang có một cái mở ra và sẽ hướng tới một cái là có khả năng nó sẽ làm tiếp tập 2 để còn rất nhiều người giỏi, để Á có cơ hội để Á tiếp xúc với những người giỏi nữa để còn làm tiếp tục nữa. Trong cuốn sách này thì có rất nhiều những nhân vật, theo như Vân được biết thì họ là những người có địa vị, có tiếng tăm trong xã hội, là những cấp lãnh đạo. Vậy thì việc tiếp cận với họ, rồi làm việc với họ và chụp ảnh họ, đối với anh nó có phải là một quá trình khó khăn không ạ? Theo Vân thì có thể là khó không? Vân nghĩ là khó, Vân biết là khó, nhưng Vân không thể hình dung được là nó khó đến như thế nào. Bây giờ thì Á xin kể cho Vân nghe một vài câu chuyện thôi. Một vài câu chuyện trong 400 cái câu chuyện. Vâng. Thứ nhất đó là về cái mảng mà trong đây á, về khó nhất để mà Á có thể gọi là đụng tới đó, đó là mảng về quân sự. Tại vì thứ nhất là các nhân vật về quân sự là họ có một cái tác phong rất là nghiêm túc. Và nhiều khi, ví dụ như họ biết mình trước thì nó đỡ. Bây giờ họ không biết mình là ai. Và họ không biết mình làm về cái mục đích gì đây. Rồi không biết là mình là làm việc này là tốt cho ai? Cho riêng Á hay là cho xã hội hay như thế nào? Thế thì họ có dễ chia sẻ được hay không? Đó là điều mà họ phải đặt một dấu chấm hỏi lớn. Vâng.
Đó, và tiếp theo nữa, khó tiếp theo nữa là mảng về bác sĩ. Mảng về bác sĩ, tại vì những vị mà á chọn trong đây á, đa số họ là những người là trưởng khoa hay là viện trưởng, tức là họ bận biểu từ trong phòng họp cho tới phòng mổ, nó rất là nhiều công việc của họ. Thì cũng may là á có những cuốn sách trước đó, thì á dùng cái cuốn sách, nhất là cuốn sách Họ Là Sống Như Thế, tức là nói về những người khuyết tật của Việt Nam, thì á cũng tới và á cũng chia sẻ với họ là á đã từng làm những cuốn sách đó. Thì họ thấy được những điều á làm thì họ có thể họ hiểu được một chút, họ cảm được công việc mình làm. Và á nghĩ không có cái gì tốt hơn là mình phải thật thà với họ. Mình phải chân tình và nói hết cảm xúc, cái gì đó cho họ biết. Chứ nếu mà mình mà không có cái gì rõ ràng với họ là mình không thể nào làm được đâu. Vậy thì có một nhân vật nào đó mà anh phải chụp ảnh họ, chụp đi chụp lại rất là nhiều lần mới có được một bức hình ưng ý không? Mỗi nhân vật á chụp ít nhất là từ 3 lần cho tới 7 lần. Mà một lần là á chụp nhiều bức rồi mới chọn lại. Tại Vân biết á làm cuốn sách này là về một câu chuyện về họ. Mỗi nhân vật là một câu chuyện chứ không phải là một bức hình chân dung. Thứ nhất là ví dụ như ở nhà họ như thế nào, một cái buổi họ ở một cái hội nghị nào đó họ nói chuyện như thế nào, ở một giảng đường như thế nào, ở trong phòng mổ như thế nào, ở một cái nơi tập quân sự như thế nào. Đó, chúng ta phải đi theo suốt. Có nhiều khi tới mà vì một bức hình thôi mình cũng phải tới, rồi dịp sau lại chụp tiếp. Và quan niệm cái nghề của á là mình cứ chụp càng nhiều đi, đó là một kho tư liệu mà, thì hình càng nhiều thì mình dễ chọn lựa hơn. Anh Nguyễn Á ơi, vậy thì trong những cái nhân vật mà anh đã từng tiếp xúc, Vân đoán rằng là gần như anh sẽ nhớ rất là rõ về họ, bởi vì anh đã tiếp cận với họ không phải là một lần. Và về lọc từng tấm hình trong cả ngàn tấm hình mà anh đã chụp họ, thì có nhân vật nào mà để lại trong anh cái ấn tượng hay là một cái cảm giác xúc động nhất mà tới bây giờ anh vẫn còn nhớ mãi? Đối với Á thì là với một quyển sách 4 năm trời này thì có nhiều kỷ niệm lắm Vân ạ. Mà nhân vật nào thật ra mình cũng có kỷ niệm cả. Nhưng mà thật ra thì gọi là ấn tượng mà nhiều nhất á, thì Á dành cho những người đã mất rồi. Trong 4 năm quá trình vừa rồi Á làm á, thì cũng có 7 nhân vật đã mất rồi trong 4 năm. Thì đó là điều mà cũng không ai muốn cái điều đó. Thì mỗi lần nhắc tới thì mình buồn lắm chứ. Mới đây thôi, ví dụ như là nhạc sĩ Phạm Duy, bác cũng vẫn còn khỏe, bác cũng đi tới những cái hội nghị, bác nói chuyện rồi đùng một cái bác mất. Hay là nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển, một người rất là phúc hậu, nhân từ, một cái người rất là tếu, rất là dễ thương, rất là dễ gần. Mặc dù biết là bác đang là có máy trợ tim ở trong người đó, mấy năm nay đó, mình cảm thấy nó có cái gì đó nó làm cho mình nó hụt hẫng. Tại vì mọi cái nó nhanh quá đi. Thật là tiếc nếu như mà những nhân vật đó, có thể là họ chưa được cầm trên tay cuốn sách này thì họ đã không còn nữa. Nhưng mà Vân tin rằng là những người xung quanh họ, những người thân, những người đồng nghiệp hay là những khán giả, nếu như họ là một người nghệ sĩ, thì có lẽ là cuốn sách này cũng sẽ là một cái cách mà anh Nguyễn Á đã giúp những người đó có thể nhớ về những cái người, những nhân vật đặc biệt ở trong cuốn sách này. Và trong suốt cái khoảng thời gian là 4 năm trời đó thì có lẽ là không thể nhớ được là anh đã bay bao nhiêu chuyến, đã đi bao nhiêu cây số. Cái chuyến đi nào mà tới bây giờ nhắc lại anh cũng cảm thấy là có cái gì đó mà anh cứ phải nhớ về cái chuyến đi đó hoài. Nếu về nhớ hoài đó thì mình nhớ về cái chuyến đi là ở trong nước mình thôi mà đi xa nhất là đi Trường Sa. Thì trong bộ ảnh này á cũng có nói về một nhân vật là chỉ huy trưởng nhà vàng DK Phúc Tần, thiếu tá Nguyễn Văn Đồng. Đó, một cái người sống hơn 15 năm ở ngoài biển đảo. Thì khi mình tới mình thấy là da sậm, một cái người rất là rắn chắc mà lâu lâu mới về thăm gia đình. Mình tới biển đảo mỗi lần các bạn biết khi cái cảm xúc mà ví dụ như cái người lính nó chưa có vợ đi thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà cái cảm xúc của một cái người mà đã có vợ có con rồi mà họ xa vợ đó, thì tự nhiên mình cảm thấy khi mình nói chuyện với họ đó, họ nhớ nhà khủng khiếp, họ nhớ cái quê hương của họ ở đất liền khủng khiếp. Đó là lý do mà mình tới, cái mình phải cố gắng là phải làm một cái gì đó cho một cái nhân vật mà cống hiến đến 15 năm ở ngoài biển đảo như thế. Đó là nhân vật rất là đặc biệt mình nhớ. Rồi có những cái nhân vật mình phải chụp ở nước ngoài nữa. Ví dụ những cái nhân vật mà họ thi đấu ở nước ngoài về những cái giải về thể thao thì mình cũng phải đi. Mà các bạn biết khi đi ra nước ngoài di chuyển mọi cái nó khó khăn, rồi nó cực lắm chứ nó không phải như là nó như Sài Gòn mình đâu. Đó, rồi nó tốn kém rồi nó mất thời gian. Nhưng mà mình quan niệm là cái gì cũng vậy á,
phải có cực thì mới thành công. Và Á thấy là những điều mình làm á, tại sao mình vui là tại vì mình thấy là trong cái thời gian làm vậy rồi có những lúc nó buồn mà nó cực lắm, nó gian truân lắm. Tại vì ví dụ hôm nay mình đang có một cái chuyện gì đó không vui mà chuẩn bị tiếp xúc với một nhân vật mới, thì bây giờ cảm xúc mình nếu mình không lấy lại cảm xúc ngay, mình không có cái niềm vui liền thì bọn nó sẽ thất bại đó. Mình phải cố gắng mình hòa nhập để mà mình cố vươn lên, chiến thắng chính cái bản thân mình để mình làm một cái điều gì đó tốt cho cái nhân vật chuẩn bị mình sắp tiếp xúc đó. Mình làm từ từ đi, có kinh nghiệm thì mình cảm thấy là không có cái gì tốt bằng là phải cố gắng mỗi ngày. Hồi nãy khi mà anh nhắc tới những từ như là vợ con thì Vân thấy trong anh có một cái cảm xúc gì đó nó khá là đặc biệt. Vân nghĩ rằng là đối với một người đàn ông, khi họ đến một cái lứa tuổi nào đó, họ cũng sẽ phải một chút gì đó bớt lại một số những cái công việc hay những cái, thậm chí là cả những cái dự định của họ khi họ chưa có thực hiện được mà vẫn phải quay về với gia đình. Vậy thì đối với anh thì sao? À, tất cả những gì mà Vân vừa nói nó đều có hết. Vân biết là một tháng đó là Á đi trung bình ra Hà Nội không thôi là từ 3 đến 4 lần. Một lần ra nó là 3 ngày cho tới 10 ngày là chuyện bình thường. Mỗi lần mà Á đi xa đó, đương nhiên là cũng gia đình cũng là có những người ủng hộ mà cũng những người không ủng hộ. Cái đó thật chất là như thế. Tại vì bây giờ đi bỏ tiền túi nhà ra để mà làm. Và đặc biệt những việc Á làm là Á không có nhận tài trợ từ ai. Tại vì Á không thích như thế. Á thích tự bỏ tiền túi đó mình làm. Và không ai áp đặt mình trong cái việc mình đang làm cả. Mình muốn tất cả mọi cái mình phải quyết định. Vậy trong những chuyến đi của mình đó thì có bao giờ anh rủ thêm những người thân trong gia đình mình hay là những người bạn của mình đi chung để họ hiểu hơn về công việc của anh không? Hay là chỉ rong ruổi gần như là một mình?